thưa tiến sĩ vân anh thân mến vâng. cũng nghệ thấy rằng là khi nhắc đến những căn bệnh về da thì uh, mà lại nhắc đến vẩy nến nữa vâng. rất là nhiều người họ cảm thấy rất là sợ vâng. và ám ảnh vì cái căn bệnh này nó thường hay gặp và vâng. nó cũng có rất là nhiều những cái uh, nguyên nhân khác nữa và những cái triệu chứng khác nữa thì có lẽ là bác sĩ sẽ giải đáp ở phần sau vâng. thế nhưng trước tiên là công nghệ muốn bác sĩ có thể giải đáp cho quý vị thính giả là uh, cái thực trạng của bệnh vẩy nến hiện nay là thế nào ạ Vâng như chúng ta biết vẩy nến đây là một cái bệnh à, da có vẩy và mãn nó có tính chất viêm da mãn tính và đây nó chính là do cái sự rối loạn biệt hóa lành tính các cái tế bào thượng bì tức là các tế bào của 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 da và thế và theo như thống kê của tổ chức y tế thế giới WHO thì cái căn bệnh mãn tính này nó đã chiếm độ khoảng từ 2 đến 3 dân số thế giới và hiện nay thì có khoảng là 125 triệu người à, đang mắc bệnh còn ở Việt Nam thì chưa có những cái con số thống kê uh, cụ thể nhưng tuy nhiên thì cũng ước tính có khoảng từ 1,5 đến 2% uh, dân số chúng ta cũng mắc uh, bệnh về nến và những biểu hiện uh, thường là những gặp uh, những về nến thông thường, thường là những cái biểu hiện của bệnh về nến nó cũng rất phong phú, nó có thể là nó triệu chứng rất là nhẹ, thoáng qua nhưng cũng có những cái triệu chứng nó rất là rầm rộ uh, và nặng và tại uh, bệnh viện Gia liễu trung ương thì hiện đã có quản lý độ khoảng hơn 20.000 hồ sơ bệnh nhân bị mắc bệnh về nến. Vâng. Thế và cái bệnh về nến thì chúng ta biết nó từ thời thượng cổ nhưng tuy nhiên đến cho đến ngày nay người ta cũng chưa tìm ra được các cái cái nguyên nhân cũng như là các cái sinh bệnh học của cái bệnh về nến nhưng mà người ta cho rằng là về các cái các cái nguyên nhân các cái có có thể đây là do từ các cái yếu tố tự miễn tức là cơ thể chúng ta à, sản xuất ra được những cái do cái, cái nguyên nhân nào đó nó sản xuất ra cái kháng thể và nó 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 làm rối loạn cái cái sự biệt hóa của tế tế bào thượng bì tức là nó làm cho bình thường các cái tế bào da nó sẽ qua một chu trình khoảng 30 ngày thì nó sẽ bong ra vàng biệt hóa và nó bong ra. Tuy nhiên ở những cái bệnh nhân bị vẩy nến thì cái tế bào này nó độ khoảng 3 bốn ngày nó đã nó đã có sự thay đổi biến đổi nó đã chết tế bào. Nên chính vì vậy cái, cái cái sự chết tế bào nó quá nhanh làm cho cái nhân của nó không chưa tiêu đi kịp và chính vì vậy mà nó cứ bong và nó bám ở trên mặt da nó tạo thành cái lớp vẩy vẩy và người ta nó giống như là cái cái vẩy nến và người ta gọi là vẩy nến. Và thế và <laughs> cái cái bệnh này thì nó có thể xuất hiện ở mọi lứa tuổi. Tuy nhiên thì nó cũng có một số các cái lứa tuổi như là từ 16 cho đến năm 50 tuổi có thể cũng có thể phát ra. À, vâng thế và chúng ta biết là đối bệnh về nến thì vì chưa có nguyên nhân nên là cái việc điều trị chủ yếu vẫn là điều trị vào để kiểm soát tốt các triệu chứng cũng như là phòng ngừa tái phát và phòng ngừa các cái biến chứng. À, như vậy thì chúng ta thấy được là ở đây là một cái bệnh nó cũng không nguy hiểm nhiều đến tính mạng trừ những thể nặng nhưng tuy nhiên thì nó cũng gây rất nhiều phiền toái cho người bệnh. Vâng à bệnh về nến thì uh, nó có liên quan đến lứa tuổi ạ, à? đến vâng. giới tính hay không ạ thưa bác sĩ? Vâng, à, thì chúng ta biết là tất cả có các lứa tuổi đều cũng có khả năng bị nhưng tuy nhiên thì người ta thấy là à, bệnh này thường xuất hiện ở à, cái lứa tuổi ngoài 20 à, và vâng và có thể gặp nữa là ở những cái lứa tuổi có thể xuất hiện là ở những lứa tuổi ngoài 50, đôi khi thì ở trẻ em cũng có thể bị ví dụ như là uh, khoảng uh, dưới 10 tuổi và thường là khi mà trẻ xuất hiện uh, xuất hiện sớm, bệnh về nến thì thường nó liên quan đến các yếu tố như là di truyền và thường là bệnh cũng sẽ nặng vì là cái thời gian của bệnh nó cũng kéo dài hơn. Uh, thế còn về cái tỷ lệ nam đĩa, nữ thì người ta thấy là cũng không có cái sự uh, tranh lệch giữa nam và nữ. Vâng. thank you